chủ điểm thiên nhiên đất nước. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đọc bài Hoa Ngọc Lan nha. Ta đọc lớn lên ha. Dạ. Hoa Ngọc Lan. Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao to, vỏ bạc trắng, lá dày cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm, hoa lan lách đáo qua kẽ lá, nụ hoa xinh xinh trắng ngần. Khi hoa nở cánh xòe ra duyên dáng, hương lan ngang ngát tỏa khắp vườn khắp nhà. Vào mùa lan sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. Những cái chữ mà con khoanh tròn là gì vậy? Dạ cô kêu khoanh đó bạn. Khoanh tròn bằng áp hấp á. À, khoanh tròn những từ có bằng áp hồi áp cho bài. Vậy là có từ đó, chữ đó là chữ gì? Áp hồi áp. Con đọc chữ đó mẹ nghe. Khắp. Khắp. Áp hồi áp, khắp, 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 khắp. Rồi giờ mình trả lời câu hỏi trong bài. Tìm tiếng trong bài có vần áp hồi áp. Giờ cô về mời. Đó là? Khắp, khắp. À, khắp. Đúng rồi, giờ mình mới tìm rồi. Nói câu chứa tiếng có vần. Hình gì đây? Em áp hồi áp. Cái đó cũng làm tròn. Rồi con nói mẹ nghe thử coi. Câu có chứa chứa tiếng. Nhắc mẹ. Có vần áp hồi âm. Nói thử coi. Rồi nó lại từ đó. Mua sắm. Mua sắm. Rồi nói câu có chứa vần đó. Em đi mua sắm với mẹ rất vui. À rồi. Ép ấp bắp cải. Bắp cải rồi. Ở trước nhà em có một vườn bắp cải. Đúng rồi ha. Trả lời câu hỏi nụ hoa lan màu gì? Chọn ý đúng, chọn ý nào con đọc coi. Con chọn câu D. Đây có 3 câu A, B, C, con chọn câu D ở đâu? B, câu đổ rồi D. Câu B là màu gì? Câu B, ê lộn, con chọn câu C. Rồi đọc lại trắng đây. Ngần. Vậy nụ hoa lan có màu gì nói mày nghe? Trắng ngần. Trắng ngần. Hương hoa lan thơm như thế nào? Khi hoa nở cánh xòe ra duyên dáng, hương lan ngang ngát tỏa khắp vườn khắp nhà. À con nói có phần hơi dư ạ. Sao dư? Khi hoa nở cánh xòe ra duyên dáng đó là chỉ nói là cái chuyện mô tả cái cánh thôi. Người ta hỏi là cái hương hoa lan thơm như thế nào. Trả lời hương hoa lan thơm như thế nào? Nụ hoa xinh, hương lan ngang ngát tỏa khắp vườn khắp nhà. À, hương lan ngang ngát tỏa khắp vườn khắp nhà. À, đó mới là cái câu trả lời chính xác. Bây giờ mày đưa cái bài này mày đọc con nghe trước rồi một lát nữa con sẽ tìm cho mẹ những từ nào có vần áp, thở ấp và á mờ âm nha. Dạ. Yeah. Bài thơ Chú Ông Vàng. Chú ông vàng thức dậy từ rất sớm tinh mơ. Ông bay đi khắp nơi tìm hoa và hút mật. Chú ông vàng làm việc chăm chỉ và mê say. Trời hôm nay nắng gắt, đôi cánh chú vàng lên. Chiếc túi đầy ắp mật, chú quay về tổ thôi. Đường bay này bỗng ngắn, dù túi nặng mật rồi. Như chúng em chăm chỉ học siêng ngoan mỗi ngày, vui trong từng nét chữ, điểm 10 sẽ nở hoa. Này, bài này do tác giả là Võ Hoàng Huy. Con là Võ Hoàng Hứa Ngọc. Võ Hoàng Huy lớp 5-4.
Năm 4 rồi. À, anh học lớp 5 anh làm bài thơ này đó. Giờ con tìm thử những từ nào có vần á mà âm và á và ấp nha. Giờ cái chữ từ nào có vần á mà âm con gạch dưới. Có từ á và ấp con khoanh tròn. Heo cái đúng rồi. Xong chưa? Con nghĩ là xong rồi. Xong rồi, phải không? Giờ bắt đầu mình tự cầm bút lên có gì sửa nè. Cầm bút lên. Rồi, rồi đọc nha. Giờ con tới con đọc đi. Đọc từng câu để tìm trong từng câu có không? Chú ông vàng thức dậy từ rất sớm tinh mơ để đứng tìm từng chữ luôn. Ông bê đi khắp không khắp, khắp khắp đọc lại cái câu đó đi. Khắp nơi tìm hoa và hút mật. Chú ông vàng làm việc chăm chỉ và mê say. Trời hôm nay nắng gắt, đôi cánh chú vàng lên chiếc túi đầy ấp tấp mập. Chiếc túi đầy ấp mập. Chú quay về tổ thôi. Đường bay này bỗng ngắn dù túi nặng mập rồi. Như chúng em chăm chỉ học xuyên ngoan mỗi ngày vui trong từng nét chữ điểm mười sẽ nở hoa. À, con tìm đủ chưa? Được rồi. À, chỉ một câu nữa con thử tìm trong này nha. Ở cái đoạn cuối còn một từ. Đoạn cuối là bốn câu cuối nè. À, tìm được bốn câu cuối đó đi. Rồi. Để quên á mà âm nè. À, quên từ á mà âm thôi. Âm dưới ra. Giờ đọc lại những từ con đã tìm. Trước tiên nè, từ có vần á và ấp trước. Khắp. Khắp. Ấp. À, ấp. Rồi. Hết rồi. Từ có phần á mờ âm. Chăm chăm. Chăm. Chăm, đúng rồi. Giờ mày đọc lại một lần nữa nghe. Chú ông vàng. Chú ông vàng thức dậy từ rất sớm tinh mơ. Ông bay đi khắp nơi tìm hoa và hút mật. Chú ông vàng làm việc chăm chỉ và mê say. Trời hôm nay nắng gắt, đôi cánh chú vàng lên chiếc túi đầy ấp mật. Chú quay về tổ thôi. Đường bay này bỗng ngắn, dù túi nặng mật rồi. Như chúng em chăm chỉ học siêng ngoan mỗi ngày, vui trong từng nét chữ, điểm mười sẽ nở hoa. Anh mới học lớp 4, anh có thể làm được một bài thơ đăng báo rồi. Học lớp 5 chứ. Anh mới học lớp 5. Video đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye. Bye bye. Nếu thích video các bạn nhớ bấm like. Và nhớ đăng ký để theo dõi những video tiếp theo nhé. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
Bye bye.